du lịch của du khách lầu. Chào đón. Hồi mấy khi nữa mà tối ở đây là 200 đúc. Không có đi cục sạc lấy sạc, chỉ có ra tiệm mua cái mới thôi. Đây là mình đi tiễn Việt Nam đến bao giờ là được. Ngày mai nữa hết đi đâu phải không? Ai cũng ngồi mà dán chân dán chẳng hết trơn mà lại gì? Chết luôn chứ được. Thảo quá ông về ông đừng có tung lên mạng cái vụ đây. Ở đây tung lấy xuống chứ là đâu mặt mày giả vậy là sao tôi quay được. Anh Hiếu gia tính lấy thằng xuống rồi đấy giả lúc mới vậy cũng quay một mày đi về cũng quay phim quay đủ chứ quảng dơ quảng trang dơ.